Em quay trở lại với các bác và hôm nay em mời các bác chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của chiếc xe này. Đây các bác xem cho em này, cực đẹp luôn, hàng phải nói là rất là mới so với đời các bác nhá. Các bác nhìn cho em cái cặp đèn pha này, đấy, có đèn bi và có đèn led các bác nhá. Đây, cặp đèn pha xịn và còn được trong như này luôn này các bác này. Đây có rửa đèn nhá. Đấy, chiếc xe còn rất là mới so với đời luôn. Đây, một mẫu xe 7 chỗ số động đến từ thương hiệu của Kia Hàn Quốc. Kia Hàn Quốc các bác nhá. Được mang tên là Sorento. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Đấy, nội thất da zin nguyên bản và vẫn còn rất là căng. Đây. Chiếc xe được thiết kế có cửa sổ trời panorama toàn cảnh này. Đấy, hai cửa sổ trời luôn các bác nhá. Và trang bị thì cực kỳ là nhiều những tính năng hiện đại. Rất là nhiều công nghệ được nằm ở trên chiếc xe này. Thì ngay bây giờ em sẽ mời các bác nhà mình chiêm ngưỡng và cảm nhận về chất lượng cũng như là về những cái option của chiếc xe. Đấy, bức sơn thì rất là bóng mượt rồi. Nó đẹp từ bên trong cho ra bên ngoài. Rồi đẹp từ về máy số, chất lượng từ về máy và số luôn các bác nhá. Máy số đại chất và vẫn còn zin nguyên. Đấy, vẫn còn zin nguyên các bác nhá. Nội thất zin này, keo chỉ zin này, máy số zin này các bác nhá. Đây, các bác nhìn cho em này, đẹp chưa? Móc số khóa đẹp này. Đấy, ghế da ngồi như vậy mà đến bây giờ nó vẫn còn được mới này. Đấy, chiếc xe thì được sản xuất năm 2013 các bác nhá. Đấy, số tự động, máy xăng 2.4. Đấy, 7 chỗ ngồi. Đây, các bác nhìn cho em những cái vị trí này. Đây, chiếc xe được thiết kế để lỗ thông minh start stop các bác nhá. Đây là cần số này. Đấy, và có điều hòa thông minh. Đấy, điều hòa auto. Đấy, màn hình giải trí theo xe. Đây và một số chức năng. Đấy, trang bị rất là nhiều túi khí an toàn. Và đây tablo này, tablo xe rất là mới luôn này các bác này. Đây, chìa khóa đây nhá. Vẫn một đôi chìa khóa luôn. Đây tắp, đây các bác nhìn cho em cái vị trí này. Đấy, cúp đồ rất là to rộng nhá. Và đây, đấy, vô lăng. Đấy, các bác nhìn cho em vô lăng đẹp chưa? Vô lăng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Những cái phần da khu vực vô lăng này các bác nhìn này. Đấy, mặt kính còi này. Rất là mỡ luôn, đúng không ạ? Chỗ này là vị trí cruise control ga tự động các bác nhá. Còn đây là điều chỉnh âm thanh. Đấy. Và bên đây này, các bác nhìn cho em này. Có chống trơn trượt nhá. Đây, có chống trơn chống trượt rồi neo đèo đổ dốc này, rồi chỉnh đèn này. Đấy, bên đây được trang bị có ghế điện nhá. Đấy, và mở xăng bằng điện này, rồi gương kính điều chỉnh điện này. Đấy, túi khí an toàn rất là nhiều xung quanh xe. Đăng kiểm của xe thì đến xăng năm nhá. Năm 2022. Đẹp lắm đấy các bác ạ. Đây các bác nhìn cho em đây. Con bu lông này vẫn còn chấm sơn màu trắng này. Đấy. Và những con bu lông cánh cửa của xe là chưa bị tháo vặn gì nhá. Đấy. Chưa bị tháo vặn gì luôn. Na răng đúc nguyên bản theo xe. Có ABS rồi có phanh đĩa 4 bánh đủ cả rồi. Đấy. Đèn sau đây. Đèn sau đây. Đèn sau full nét luôn các bác nhá. Đấy. Nhìn rất là chất luôn. Mình bật lên ban đêm thì rất là đẹp các bác nhá. Đây, sơn xi thì rất là bóng rồi. Một dàn lốp của xe còn rất mới luôn. Đây các bác nhìn cho em, còn rất mới luôn nhá. Đây, một mẫu xe gầm cao rất to rộng. Đây là phía sau của chiếc xe thì em cũng sẽ quay cho các bác xem luôn. Đấy, có cảm biến lùi này, rồi có camera lùi. Và đây nhá, bên em có mua bán và đổi các xe. Đây là hai số điện thoại. Các bác mình hãy liên hệ theo hai số này để được tư vấn về xe, rồi để bên em nhập xe mua bán cho các bác mình. Đấy, có đổi các bác nhá, xe nào bên em cũng đổi cũng bán hết, các hết các bác nhá. Đây, đèn này. Đấy. Nó đẹp toàn bộ cả xe luôn các bác ạ. Thì em mời các bác mình xem chi tiết từ đầu video đến cuối video để mình nắm được và cảm nhận được chất lượng của chiếc xe này. Đấy, bên em toàn làm xe đẹp thôi, đúng không ạ? Toàn tuyển những mẫu xe cứng, mẫu xe chất lượng về để phục vụ các bác. Đấy. Cam kết và bảo hành cho các bác về những vấn đề là đâm đụng như va chạm và những vấn đề là ngập nước các bác nhá. Ngập nước thủy kích. Đấy, để các bác mình hết sức yên tâm về chất lượng của xe. Đấy, cam kết là máy số còn zin. Đây ghế điện này các bác này. Đây có ghế điện đây nhá. Đấy, chỉnh rất là nhiều hướng. Đây thông tin của chiếc xe đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, và móc chốt khóa này. Đấy, rất là sáng đẹp luôn. Những con bu lông này cũng chưa tháo gì nhá. Đấy, ghế da xịn nguyên bản theo xe. Ở dưới này cũng vậy nhá. Đấy, mặt ghế này cũng mặt ghế xịn này các bác này. Đấy, da xịn đấy ạ, da nguyên đấy ạ.
đặt cái này lên ngồi sẽ mát hơn đúng không ạ? Đây, căng nè luôn đúng không ạ? Đây là một số chức năng của chiếc xe mà như vừa rồi em cũng đã giới thiệu. Đấy, chiếc này một chủ chưa thay đăng ký và chưa thay biển số một lần nào. Đấy, em mua thì cũng mới mua về xong. Đấy thì cho vệ sinh dọn dẹp và bây giờ lên sóng lên chúng bác mình xem đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chấm sơn đồng hoàng hết nhá. Vẫn còn nguyên. Đấy, chấm sơn đánh dấu đấy ạ. Đấy, lốp dày thì cả con. Đấy, lốp dày cả dàn luôn các bác nhá. Thân vỏ đẹp, không han gì và không mục mọt. Đấy, tôn vỏ là không bị vá, vỏ kêu loang quang hết xung quanh các bác nhá. Ở bên ngoài có nút bấm từ một chạm này. Và có sinh nhan gương này. Đây các bác nhìn cái sinh nhan gương của xe trong vắt luôn này các bác này. Trong như pha lê luôn này. Có chế độ cụp gương tự động nữa các bác nhá. Đấy, lốp nữa đây này. Đẹp chưa đúng không ạ? Với giá tiền của chiếc này các bác bỏ ra là có hơn 400 triệu thôi. Đấy. Còn lâu mới tới 400, mới tới 500 triệu luôn. Một mẫu xe quá ok tuyệt vời. Và chiếc này thì bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, các bác nhà mình không có đủ tiền thì bên em có thể là hỗ trợ trả góp cho các bác nhà mình. Và bên em còn một chiếc xe nữa màu trắng đời 2012 cũng mới nhập về xong, hiện tại thì đang cho đi vệ sinh dọn dẹp tỉa một chút sơn. Đấy, sau đó thì sẽ lên sóng cho các bác mình nhá. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết này, quay từng phần, quay từng góc cạnh một để các bác xem, các bác biết cảm nhận chi tiết về cái mẫu xe mang tên là Kia Sorento này 2013, số tự động máy xăng 7 chỗ ngồi. Đấy, xe Hàn Quốc các bác nhá, nhập khẩu. Đây, keo chỉ của xe đây các bác nhìn xem mà có vị trí cánh cửa là vẫn còn này. Đấy đúng không ạ? Đây, gioăng cửa đẹp này, cánh này được bám lắm nhiều đây. Đúng không ạ? Đấy, gioăng cửa, gioăng khung đây. Sáng luôn. Tắp đi tắp đô xe, chất liệu còn khá là tươi, rất là sáng. Đây các bác xem này. Chỗ này là vị trí da xịn nhá. Và đến thời điểm bây giờ, chỗ này nó bám lắm nhiều và nó vẫn còn được đẹp như vậy. Đây, chỗ này nhá. Kể cả những nút bình xăng nhá, nhiều con là ấn đây nhiều đấy, nó bị mòn hết rồi, nhưng con này của em là chưa bị mòn luôn này. Đấy, có thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, bây giờ đây các bác, mình dành ra tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ nữa để mình được biết chi tiết về chiếc xe này nhá. À, đợt này bên em có ship xe nhá các bác nhá. Bên em vẫn chia sẻ với các bác thường xuyên ở trên kênh, trên video. Đấy là bên em có chuyển, có ship xe, mang xe tới tận nơi, tới tận nhà để các bác xem và cảm nhận chạy thử. À, mình xem, mình xem, mình test, mình thử xong ưng thì lúc đấy mới xuống tiền các bác nhá. Đấy, các bác cùng cảm nhận đây ạ. Đây em quay các bác xem phần khu vực tắp lô của chiếc xe. Đấy, tắp lô, tắp đi của xe thì rất là sáng và tươi rồi. Đấy, vô lăng đẹp đây đúng không ạ? Vô lăng 4 trấu đây. Và đây là khu vực chân phanh, chân ga, rồi đây là mở cốp này, còn đây là phanh tay này. Đấy, và cái vị trí bậc bệ bước lên xuống này, ở chỗ này thì bắn rồi này các bác này. Đấy, chữ xe Noto này là khi buổi tối này bật rất sáng các bác nhá, rất sáng luôn. Các bác thấy chất lượng chiếc xe còn ok không ạ? Các bác nhà mình thấy chiếc xe mà thấy thích rồi, thấy ưng rồi thì nhấc máy alo sớm cho bên em để được chốt chiếc xe này nhá. Đấy, mình alo để được tư vấn về mọi thủ tục cũng như là về giá cả của chiếc xe các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đồ nhựa chỗ này, đồ nhựa đẹp chưa? Điểm quay ngoài sau. Đây em mời các bác mình đón xem đến cái khu vực phần mép cánh cửa đây. Đây các bác này. Đấy, chiếc xe này, keo chỉ đây nhá. Đấy, không đâm đụng gì cho nên keo chỉ nó vẫn còn. Đấy, không đâm đụng và không va quẹt gì. Keo chỉ các bác biết là chỉ cần bị va mà nó móp chỗ này thôi. Đấy, nó móp chỗ nào thì nó sẽ bị mất chỉ chỗ đó các bác nhá. Đây, nội thất của xe thì ok, quá tuyệt vời luôn rồi. Đây. Các bác nhìn này. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da xịn nha các bác nhá. Đây. Bốn kính điện lên xuống bình thường và nhẹ nhàng luôn. Nội thất này, tươi chưa này các bác này. Quá đẹp đúng không ạ? Sàn da nhá, có lót thảm trải sàn trên rồi nhá. Đấy. Đây phần lòng trong của xe vẫn là sơn zin đây, móc quá cực mới luôn này các bác này. Đấy, kính đi nhá. Đấy. Đây ghế này các bác này. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Ghế zin luôn nhá, ghế zin nguyên bản nhá. Đấy, từ những cái phần chân ghế này, những cái phần nhựa chân ghế của xe là vẫn còn nguyên này và không bị han này, đúng không ạ? Mặt ghế phía sau. Đây, cửa sổ trời thì mình có thể là di chuyển nhá. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ zin nguyên theo xe.
Phía bên này xong rồi, bây giờ đến phần đằng sau, xong là đến phần bên phụ nhá. Đấy, phía sau này thì lý để hơi bẩn một chút, thì bẩn nó các bác nhá, chứ nó không bị kém. Đấy, nó không bị kém nhá, nó không bị rách. Đây nó sẽ sạch như này, nếu mà các bác mình vệ sinh thì nó sẽ sạch như thế này luôn này, nó sẽ sạch. Đây người ta khi gập ghế xuống là người ta đựng đồ mà, cho nên nó hơi bẩn một chút. Đây còn hàng ghế đằng sau đây, ghế cuối cùng đây. Đấy, phía sau này thì rất là rộng rãi. Và đây nhá, đây là chính là cái công tắc điều chỉnh cái dàn điều hòa phía sau. Chiếc xe này có hai dàn điều hòa độc lập luôn. Thì một dàn phía sau được điều chỉnh cái công tắc này nhá, và được thổi đây, kia một cửa nữa kìa, kia một cửa gió nữa nhá. Thì là trang bị là có hai cửa gió luôn. Đấy, hai cửa gió nha các bác. Đây phía sau cốp này. À, như vậy thì cũng đã giới thiệu cho bác mình phần phía sau rồi. À, chỗ này vẫn để được đồ nhá, vẫn để được đồ luôn. Thì mình đâu mình cũng thể để đồ, để ba lô, để các thứ ở dưới. Đây nhá, các bác nhá, tiếp nhá, một cánh thứ ba. Các bác xem cùng cảm nhận cho em về vị trí này. Dòng cửa quá ok luôn nhá. À, đây là cửa gió này nữa này các bác này. Đây. Tất cả hàng ghế trên, hàng ghế giữa, hàng ghế dưới đều có cửa gió để thổi cho bác nhà mình ngồi đằng sau sẽ mát hơn, không bị nóng nhá. Đây này các bác nhìn này, đẹp chưa này. Đấy, chiếc xe đẹp đều luôn. Những cái vị trí con bu lông ốc vít này, đây này. Đấy, khi em ép cánh cửa này. Đấy, từng vị trí đẹp, từng góc cạnh, đẹp từng chi tiết nhỏ luôn nhá. Đấy, thì cái gioăng của xe nó không bị sứt rách gì nhá. Đây, rồi, em sẽ đóng cửa lại. Rồi, em bỏ cho bác nghe này. Tôn vỏ này. Tôn vỏ nguyên nhá. Đây, cái đồ nhựa bên ngoài cũng thế này. Cái đồ nhựa này về cái phần khe răng mép này. Đấy. Rất là căng đẹp này. Nó đều này, đồ nhựa đẹp chưa? Đúng không ạ? Đấy. Có giá lốc đồng hoàng nha. Đây, đây. À, mép cửa đây nhá, keo chỉ nữa này. Con bu lông ở vị trí này nữa này. Đấy, chỗ này thì hơi bẩn này, mình vệ sinh rất ok. Và đây các bác xem cái tí tay này. Đấy, chỗ này thì cũng nhìn cho em nó hơi xước một tí ở chỗ này. Đấy, nó hơi xước một tí thì cái này mình có thể sơn và mình có thể đi bọc dán đề can vào nhá. Vì đây nó là cái lớp sơn, đây là lớp sơn thôi. Và lớp sơn này là nó bình thường con nào cũng bị như thế nhá. Chỉ cần là hơi chạm cái móng tay một chút nó cũng sẽ bị xước. Nhưng mà lớp sơn đây thì lại rất là ok, rất là khó để mà kể cả các bác của mình có chọc ngón tay vào cũng không bị nhá. Những cái lớp sơn này rất hay bị, rất dễ bị luôn. Đấy, tay mở cửa xe này vẫn còn đẹp. Đấy, chiếc xe Rolento này là khi buổi tối sẽ rất là sáng luôn. Vách cửa này, những cái bu lông của các bác nhìn này không bị vặn tháo này. Đây, từng chi tiết một. Đấy, điều hòa mát cực sâu. Tí em quay máy, quay gầm nhá. Các bác đợi em một chút nữa thôi. Đấy, để tắm đồ này. Âm thanh nghe thì đỉnh rồi. Đấy, cửa lốc chạy ra vào bình thường. Rồi, đã xong phần bên trong. Bây giờ đến phần bên ngoài. Đây các bác nhìn cái phần gương này nữa này. Đấy, một cái gương nữa nhá. Ở chỗ này có nút bấm một chạm nữa nhá. Đây, nẹp chân kính toàn bộ này, trên dưới trước sau các bác mình xem. Đây, đặc kiểm tháng 1 năm 22 con. Bây giờ là đến phần chi tiết bên ngoài của cái mẫu xe này thì em mời các bác mình cùng cảm nhận nốt. Đây, các bác nhìn cho em cặp đèn pha này, đây nó như mới luôn đúng không ạ? Nếu mà nhìn từ mình nhìn khái quát, mình nhìn phần bên ngoài thì rất là nhiều người sẽ tưởng đây là một chiếc xe mới, một chiếc xe vừa mới lăn bánh đúng không ạ? Đây, cặp đèn pha đã em quay rồi em quay lại nhá. Với lớp sơn của xe thì rất là sáng bóng nhá. Mặt lạ ga lăng của xe cũng vậy, rất là sáng bóng luôn. Đấy. Chiếc này biển 99 các bác nhá. Bên em có hỗ trợ rút hồ sơ để đổi biển cho các bác, hoặc là mình để nguyên biển để bên em làm công chứng ủy quyền cho các bác là đi đường thôi, không cần phải sang tên. Đấy. Biển 99, biển 5 số rồi. Biển không có biển đuôi, không có đuôi 4953 gì đâu nhá. Đấy, đèn bi cầu cực kỳ là sáng đẹp. Và ban tối bật lên thì cực chất luôn, sáng đảm bảo cho các bác mình đi. Đây, cả như là đèn gầm cũng vậy nhá, rất là sáng đẹp nhá. Và những đồ nhựa này,
Đấy. Lốp dày này. Đấy, thân vỏ sơn si của xe đây. Nguyên vẹn hết các bác nhá. Bên em cũng đã giới thiệu cho bác mình ngay ban đầu là chiếc xe cam kết bảo hành là không đâm đụng va chạm và không bị ngập nước. Đấy. Rồi, đóng cái cốp này lại nữa nhá. À, từng phần từng chi tiết một em sẽ quay làm sao đầy đủ cho các bác xem. Các bác gần xa trên toàn quốc mình đang ôm chiếc xe này, mình cứ xem và alo bên em, và bên em sẽ, nếu mà bác mình chốt ở bên em sẽ chuyển xe cho các mình đến tận nơi nhá, miền Trung, miền Nam, miền Bắc đều được hết nhá, sang tên đổi chủ bất cứ tỉnh thành nào. À, tiện đây thì em quay cả gầm luôn này. Đây, gầm các bác nhìn xem này, phần cua lốp, và đây là phần gầm sàn. Đấy, quay đây. Các bác có nhu cầu đổi xe bên em sẽ đổi cho các bác mình nhá. Tính toán làm sao hai bên hợp lý là dập vào việc thôi. Đấy. Đây, đây là phía sau. Đấy, một cặp đèn hậu cũng vậy, rất mới luôn. Đây, rất mới luôn này. Đấy, và có những cái mắt cảm biến lùi được đặt ở phía dưới này nhá. Đấy. Có gạt mưa rồi, có đèn phanh, có đuôi, có cả cái phần anten ở trên kia, không bị làm sao, không bị mất, đúng không ạ? Đây, quay gần chút nữa này. Cực đẹp khi vào ban đêm. Rồi, đóng cửa lại hai cánh này nữa nha. Đấy, cửa đóng rất là êm nha. Đấy, đóng hơi nhẹ một chút. Rồi, tiếp tục ạ. Đây, các bác xem này, thân vỏ căng đều này, bóng mượt này. Về các bác không phải làm gì nữa nhá, chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Đấy, chiếc này thì nó trên dưới 10 lít trên 100 km các bác nhá. Mẫu xe mà ngày xưa rất là nhiều tiền. Ngày xưa mới cũng tính cả tỷ đấy ạ, chứ không phải là tính tiền trăm đâu, tính tiền tỷ luôn. Và bây giờ thì giá trị xe vẫn còn mới, chẳng qua thì mất vài năm đúng không ạ, mất đời thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì xuống đến cả nửa tiền rồi, hơn nửa tiền rồi, đúng không ạ? Đây, các bác xem. Một dàn lốp này cũng rất là giá trị nhá. Các bác mua bộ lốp này cũng phải cả 20 triệu. Đấy, trên dưới 20 triệu mới được một bộ lốp như vậy. Đây, cua lốp các thứ này. Các bác nhìn này. Trong này vẫn còn chấm sơn này, đấy. Đây, không có cái dấu hiệu gọi là mục mọt, không có dấu hiệu là kém, đúng không? Đây, các bác nhìn nhá, đây là phần dưới gầm của nó này, ok chưa? Có một cái miếng sắt người ta táp vào để người ta đỡ cái bậc này thôi. Đó, như vậy thì gầm cũng đã xong, bây giờ là đến máy, đúng không? Trước này em làm cũng tầm khoảng 20 phút đồng hồ cho các bác mình. Các bác hãy đến siêu thị ô tô Hải Dương, hãy đến với siêu thị ô tô Hải Dương nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử cảm nhận. Mình sẽ test PCR, test Covid để được đến xem nhé. Nếu bác nào mà không đến được thì em chuyển xe đến cho. Và đây là động cơ khoang máy của chiếc xe này. Đây, cabo này lý đẹp chưa này. Đây, lý cabo này đẹp chưa. Đây, các bác nhìn xem. Đây, khoang động cơ đây. Máy zin nhá. Đấy, máy cũng đẹp. Và bên ngoài cũng vậy. Rất đẹp luôn. Đấy. Chiếc xe quá tuyệt vời, mình cũng yên tâm. Đấy, không lo lắng về mẫu xe này nhá. Kể cả như là các bác thì mình có đi 5 10 năm đến chục năm. Đấy. 5 7 năm đến chục năm đi thì chiếc xe này nó vẫn cứ rất ok. Các bác cứ bảo dưỡng thay thế tổ mỡ đầy đủ là chiếc xe này nó sẽ bền mãi theo các bác luôn. Vì cái dòng này nó rất là lành, rất là lành tính, rất là bền luôn, phụ tùng thay thế rẻ dễ, sẵn có, thợ sửa cũng vậy, rất là dễ luôn. Và các bác nhà mình khi mình sử dụng một thời gian mà không có nhu cầu sử dụng nữa thì bên em có thu mua lại để các bác nhà mình lấy tiền về các bác nhá. Rồi, video này thì em đã làm xong và xin được kết thúc video tại đây. Xin được gặp lại các bác vào chương trình những video lần sau. Chào tạm biệt ạ.